cô bé bỗng nổi tiếng vì được Lisa Rose ôm sau concert, sinh như thiên thần hóa ra là con gái ác nữ doanh nhân đình đám. hình ảnh cô bé Lia bên Lisa và Rose Blackpink đang gây sốt trên mạng xã hội xứ chùa vàng. sau khi hoàn thành đêm concert thứ hai Bonping ở Bangkok, Lisa Blackpink đã có cơ hội gặp gỡ bạn bè thân thiết ở quê nhà Thái Lan. trong số đó phải kể đến đệ nhất mỹ nhân Diana Flippo, Cherin em gái nam thần Nick Hun. Đáng chú ý, trong cuộc gặp gỡ trên, một cô bé xinh đẹp xuất hiện chung khung hình với Lisa và Rose đã ngay lập tức gây sốt và cư dân mạng tò mò. Được biết, cô bé này tên là Lia và có lai lịch cũng không phải dạng vừa. Trong hai tấm ảnh được chia sẻ, cô bé Lia tỏa sáng ngút ngàn nhờ gương mặt xinh xắn như thiên thần và đường nét nổi bật trên khuôn mặt. Khi đứng bên cạnh hai mỹ nhân đình đám của girl group toàn cầu là Lisa và Rose, cô bé không hề bị lép vế, chính vẻ ngoài ngây thơ và nụ cười mỉm dễ thương của Lia đã chinh phục hoàn toàn cư dân mạng. Khiến ai ai cũng phải dành những lời khen có cánh cho cô bé. Ngoài ra, theo lời kể của mẹ Lia trên trang cá nhân, cô bé rất vui khi được chụp ảnh chung cùng Lisa, Rose và đệ nhất mỹ nhân Thái Lan Diana Flippo là người đã cầm máy ảnh. Bất ngờ hơn nữa, chính Lisa là người dẫn cô bé đến chụp ảnh với cô bạn Rose của mình điều này chứng tỏ cô bé có lai lịch không vừa nên mới được yêu ái đến vậy. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn mà xuất thân của Lia cũng khiến khán giả bất ngờ, theo đó, mẹ cô bé chính là ác nữ màn ảnh gạo cội của Thái Lan Tania Tania và cha cô bé là doanh nhân Pek Sanchai Em Chakun, được biết. Cuộc sống hôn nhân của cặp vợ chồng này không ít lần gây ồn ào trên các trang báo xứ chùa vàng. Tania Tania từng lên tiếng tố chồng ngoại tình nhiều lần, tuy vậy, hiện tại cả hai vẫn chung sống cùng nhau dù không mặn mà gì nhưng tất cả đều vì cô bé lia